tương tự như chỗ này này, thì các bạn ví dụ mà các bạn vẽ nó bị vượt này không, các bạn chỉnh này, edit này, các bạn chọn đây này, các bạn edit sweep này, đó, được chưa? Thì mình luôn phải nhớ là có hai đối tượng là gì, pick path tức là cái đường dẫn và profile. Thì bây giờ mình edit cái gì, mình edit pick path này, chọn đây, à, mình muốn nó đến đây, mình chọn mặt phẳng này, pick đến đây, đó, edit. Này, chọn đây. Nếu mà khó chọn đúng không? Mình nhấn tab này. Đó, tab thì nó sẽ qua các mặt phẳng khác. Đó. Mình finish. Finish. Được chưa? Xeno đến đây thôi. Và mình finish kết thúc. Rồi tiếp tục này. Đây. Ở đây mình có cái hệ Lito. Lito này thì nó sẽ giải theo cái kích thước của cái viên ngói ấy. Đó. Chưa? Thì nó sẽ gác lên tường thu hồi. Các bạn thấy ở bên này nó có tường thu hồi không? Nó sẽ gác từ bên này sang bên này. Gác từ bên này sang bên này. Và khoảng cách giữa các cái viên ngói đây thì đâu đó cái Lito của mình nó sẽ khoảng 270. Thấy chưa? Còn kích thước viên ngói thì nó tùy theo ngói Hạ Long hay là ngói Fuji, ngói Thái. Đó. Đây, ở đây mình hướng dẫn các bạn cái công cụ là Beam System này. Các bạn vào Structure này. Các bạn chọn Beam System này. Đây. Đó. Thế thì ở đây với cái dạng Lito lập ngói này ấy, thì sơ lược mình lấy khoảng thép hộp đi, khoảng 30 x 60, được chưa? Thì cái này mình phải tính toán, được chưa? Cái này với cái tường thu hồi mà các bạn để dày và cái tải trọng ngói nó cũng nhẹ thôi, thì mình dùng tạm thời hộp khoảng Lito 30 x 60. Đó, ở đây mình chọn beam này. Rồi các bạn insert, các bạn load cái family mà mình vừa mới bảo các bạn tải ấy. Và insert này, bạn load family này. Đây, các bạn tải xuống chưa? Open nhá. Rồi, tải xuống cho mình nhá. Các bạn chọn beam system này. Các bạn chọn cho mình ở đây là cái kiểu dầm là thép hộp. Rồi đây 30 x 60 đây. Ok. Rồi. Mình sẽ vẽ cái mặt này trước này, các bạn pick line đây cho mình này. Các bạn chọn cho mình này. Đầu tiên là các bạn phải set cái mặt phẳng đã. Được chưa? Thì đây là công cụ là set mặt phẳng làm việc. Set group plane này. Đó. Pick plane này, mình sẽ chọn một cái pick vào một cái mặt phẳng bất kỳ, ok này. Các bạn set vào đây. Rồi, bạn sâu lên này. Đó thì bạn sẽ thấy cái mặt phẳng này. Thì toàn bộ cái thao tác của chúng ta nó sẽ thể hiện ở trên một cái mặt phẳng này. Rồi, bạn chọn cho mình pick line này. Đó, bạn chọn cho mình cái. Đây, mình tắt cái. Đó, chọn cho mình điều này. Được chưa? Ở đây mình sẽ offset lên cái khoảng diềm mái ở đây đâu đó khoảng mình cứ cho là 500 nhá, chỗ này mình khoảng 600 đi. 600. Âm 600 này. Điểm trên này thì mình để về 0. 600 là mình offset từ cái cạnh dầm lên này bạn nhá. Nhá. Không này, các bạn tích vào đây. Được chưa? Sau đó các bạn chọn lệnh là TR. Click đây.
cái đây. Ok ạ. Ở đây mình có cái beam direction, tức là bạn đặt nó ở đâu thì nó sẽ giải cái thép hộp song song với cái đường direction này. Thấy chưa? Đó, mình sẽ đặt theo hướng này. Tiếp theo, cái khoảng cách ở đây mình sẽ để là fixed distance đấy, 270. Rồi mình finish. Đó thì các bạn sẽ có cái phần litho ở đây. Thì bạn thấy là cái litho này nó sẽ phẳng mặt với cái thằng bê tông này đúng không ạ? Thì khi phủ cái ngói lên nó sẽ từ bên này nó sang bên này nó sẽ phẳng với nhau đúng không ạ? Đó. Nó mới đồng được mặt phẳng. Rồi. Cái phần bên này chúng ta thiếu thì các bạn về thực hành tương tự ở đây nhá. Anh Lâm làm rồi mình không dạy lại nữa nhá, mất thời gian. Được chưa? Mình có thể mirror cái thằng này qua đây. Thì các bạn vào mặt bằng mái này. Các bạn có thể chia màn hình ra để trực quan này. Chia màn hình ra. Click vào đây. Thì các bạn thấy, các bạn có thể giữ shift và chuột giữa để xoay nhá, xoay nhá. Mình thấy một số bạn vẫn chưa quen đâu. Giữ shift và chuột giữa để xoay này, hoặc là giữ shift và chuột trái để xoay này. Các bạn khi mà các bạn chọn ở đây, các bạn rà chuột vào này, nó sẽ hiện lên cái đối tượng như thế này. Thì beam system đây, chúng ta có một cái hệ dầm, được chưa? Thì nếu mà trong trường các bạn già chuột và khó, các bạn có thể nhấn tab. Đó, tab nó sẽ qua lại các đối tượng. Và các bạn chọn. Thì các bạn chọn bên 3D thì bên này nó cũng hiện, được chưa? Các bạn nhấn vào mirror cho mình này. Các bạn chọn cho mình. Rồi mình làm lại này. Tab này, chọn này, được chưa? Thì các bạn đang ở trong 3D đúng không? Các bạn chọn sang bên này. Kích chuột sang cái tab bên này này. Đó, thì nó sẽ sang cái môi trường làm việc bên mặt bằng. Các bạn kích chuột sang bên này thì nó sẽ sang cái 3D. Các bạn thấy cái chữ 3D nó nhảy không? Chữ mái nó sáng lên này, chỗ này sáng lên đúng không? Được chưa? Các bạn kích vào mirror này. Các bạn kích vào đây này. Các bạn kích vào đây. Thì chúng ta sẽ có cái đối tượng bên này. Rồi, tương tự ở đây thì sao? Cái phần này các bạn thấy là nó đang bị như này chưa ổn đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ xử lý. Rồi mình tiếp tục này. Các bạn lại vào beam system này. Lần này mình sẽ xét mặt phẳng làm việc ở đây. Rồi mình tắt cái này đi. Chọn đây. Chọn đây. Mình pick đây. Thế thì bây giờ làm sao để các bạn vẽ được chuẩn cái đường này? Các bạn vào mặt tốt cho mình này. Rồi mình chim chỗ này đấy, chim này đấy nhá. Các bạn bắt cho mình một cái đường gióng cho bên này sau này. Đó, các bạn bắt một cái đường gióng từ bên này sang bên này cho mình. Tương đối được được. Cái này nó sẽ không bắt điểm được, tại vì các bạn đang ở trong cái mặt phẳng bên này thì các bạn sẽ không bắt được điểm được ở bên này đúng không? Thì các bạn cứ vẽ cho mình tương đối thôi. Thì khi mà các bạn zoom càng sát vào ấy thì nó càng chuẩn. Tại vì sao? Chúng ta đã không có file kiến trúc mà. Các bạn cứ dựng tương đối thôi. Đó, bắt từ bên này sang này được chưa? Thì các bạn sẽ có cái điểm giao của cái hai cái mái với nhau, đúng không? Hai cái sống mái với nhau. Đó, sau đó các bạn bắt điểm này, chọn đây này. Các bạn chọn đây. Các bạn bắt vào đây. Các bạn hiểu ý tưởng đúng không? Đó. Sau đó là mình sẽ đây, mình xóa cái điều này đi. Không cần nữa. TR này. TR này. Và mình xóa cái đường này đi. Mình đặt cái phương giải hộp ở đây là phương Span Edition này, click vào đây này. 270 fixed distance.
Mist. Đúng không ạ? Các bạn vào mặt bằng máy này. Các bạn lại chia màn hình ra cho mình. Tập tập thao tác với cả hai view nhá. Chia màn hình ra cho mình. Chọn sang đây, sáng, chọn sang đây, sáng, chọn sang đây. Dùng chuột giữa này di chuyển ra này. Zoom vào này. Các bạn có thể chọn sang đây hoặc chọn bên này được, chọn đây. Hoặc chọn bên này được. Được chưa? Đi sang đây. Đó, video. Video. Rồi. Và bây giờ cái phần này chúng ta sẽ làm cái động tác gì? Các bạn chọn lại cái thằng bên này. Tab này, tab này. Tab qua lại thì nó sẽ sang các đối tượng. Rồi, thì nó sáng đây không? Chọn đây. Các bạn edit boundary. Đó. Thì chúng ta sẽ làm động tác gì nhỉ? Đây thì để mà bắt điểm chính xác đúng không? Mình lại làm một cái đường gióng bên này sang. Không bắt được chuột thì các bạn lại làm tương tự ở đây. Đó, các bạn gióng tương đối này. Kéo sang bên này. Bắt điểm đây. Đó. Nếu mà khi mà các bạn zoom ở đấy nó đang khó điểm này đâu, các bạn nhấn tab cho mình này, tab này, tab này, tab này, tab qua lại này, nó sẽ vào cái điểm này, thấy chưa? Đó. Hoặc là các bạn bắt điểm từ bên này sang thì nó sẽ dễ hơn này, thấy chưa? Bắt điểm từ bên này sang, xong bắt sang đây. Đấy. Bắt từ bên này sang. Bắt sang đây cho mình. Rồi, sau đó là mình xóa điểm này đi. Mình có cái công cụ là chia điểm này. Chia đối tượng. Đó, chia đối tượng. Đấy, chia đối tượng, hiểu không? Chia này, TR này. Thì cái đường này các bạn phải cách ra một chút, không để sát này được. Thì nó mới thành được một cái đường bo hoàn chỉnh. Đó thì các bạn pick line ra cho mình khoảng tầm 10 20 đi. 2 phân. Pick line là 2 phân này. Đó. Pick line là 2 phân. Được chưa? Xóa đường này đi. Nó sẽ tự chim lại. Xóa đường này đi. Thì nó sẽ tự chim lại. À, nó phải là một cái đường bo hoàn chỉnh các bạn nhé. Các bạn finish. Rồi. Các bạn cho hàn mà mình hẳn ra thêm 2, 3 phân nữa đi. Cách ra hẳn 5 phân. Xóa đường này đi. Xóa đây. Đấy. Các bạn để cái span reason này cho mình này. Span reason này các bạn đặt vào đây. Chưa? Các bạn finish mình. Đó. Đấy, thì mình sẽ được cái phần dao như này. Thì thực tế ở ngoài thì người ta cũng sẽ giải cái hộp như này. Ok. Các bạn thực hành đi.